Đô Đỗ Xuân Lộc Vĩnh Phúc Cố Đỏ, Đô Nguyễn Văn Lộc Kinh Bắc Khố Xanh, hai đô Bảo Giới. Hai đô xe đài. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Đâu vào giữa giới. Tiếp tục. Xin công bố kết quả keo vật vừa qua hạng cân 52 ở lúc 1 phút 46 giây của hiệp 1, Đỗ Xuân Lộc Vĩnh Phúc thắng. Trận thi đấu tiếp theo hạng cân 52